Thì đây là cái đề bài của ông đúng không? Đó là thắc mắc là đoạn AD này cắt ra thì nó thành cái tải tam giác, à tải hình than thì sẽ làm như nào? Được chưa? Nên bây giờ trước hết là cắt ra thì ông có giữ điểm D không? Thì khuyên được thành là ông đừng giữ lại điểm D. Thời gian giữ lại điểm D là nó sẽ có cả một nghe lẫn được tập trung. Thế nên là mình sẽ cắt ở cái phía bên tay trái của điểm D nào. Tức là cắt ngay sát điểm D ấy. Đấy, ông cắt ra thì ông sẽ được như này. Được chưa? Đó, cái gì bây giờ? Vấn đề là bây giờ có một hình than, thì tôi bảo là hình than là mình sẽ chia thành một hình chữ nhật cộng với một hình tam giác, đúng không? Thế quay ra bài toán hình chữ nhật nhá. Đây, bài toán hình chữ nhật của mình có một đoạn L này, chịu quy thì mình sẽ coi cái quy này thành cái quy lớn có giá trị bằng diện tích của hình chữ nhật này, thì là bằng quy nhân với lại L này. Hay là hình tam giác như thế là mình cũng lại coi nó là cái quy lớn đấy, và mình cũng lại tính diện tích của hình tam giác này ra thì nó phải bằng 1/2 đúng không? Nhân với lại quy nhân L. Điểm đặt của nó thì nó sẽ nằm chết về cái phía có quy to nhất đấy. Đấy, nó sẽ chết về phía này và nó sẽ nằm ở 1/3 của cái đoạn này. Hay nói khác là nó chia đoạn này 3 phần đấy, thì cái quy lớn này nó sẽ nằm ở 1/1 phía bên to này. Bây giờ tôi quay trở lại cái bài của mình. Thế nên mình biết đây là quy không? Đấy, mình biết đây là mình biết đây là quy z rồi. Tức là nó sẽ chạy theo chiều dài z, phải chưa? Z thì nó sẽ chạy từ 0 cho đến AD. Tại vì em không ghi số liệu trên bài nên tôi chỉ biết là đấy là dài của AD thôi. Thế thì bây giờ là mình sẽ chia bài hình tam giác và chữ nhật. Thế thì có phải là hình chữ nhật là mình có quy này đúng không? Thế bây giờ ông có quy chữ nhật ở đây. Đấy, quy của hình chữ nhật, được chưa? Thế bây giờ quy của hình chữ nhật ông sẽ bằng cái gì? Có phải là quy nhân L đúng không? Thì ông sẽ biết chắc chắn là nó sẽ bằng cái đoạn này. Đấy, đoạn này thế nhân với chiều dài là z thì có phải nó sẽ bằng là quy z mà nhân với z đúng không? Vấn đề bây giờ là quy z này có bao nhiêu? Được chưa? Quy z này thì ông sẽ nhìn lại như thế này. Thế thì có phải là ông sẽ có định lý đúng định lý ta nhé, thì có phải là ông sẽ có là quy z mà chia quy thì sẽ bằng đoạn cái đoạn này mà cái đoạn này này ra thì có phải đoạn đấy thì phải bằng ac và trừ lý z đúng không? Phải bằng ac trừ lý z chia cho cả cái đoạn dài này, thấy chưa? Thì có phải trên đoạn ac đúng không? Ngược lại nhá, quy z của ông thì phải là bằng quy z này chia quy thì có phải là bằng đoạn này mà chia cho cả đoạn dài đúng không? Thế thì đoạn này ông có phải bằng đoạn AC và trừ đoạn này không? Đấy, thì đây là QZ của ông nhá. Thì ta suy ra QZ của ông là sẽ bằng AC đấy là bằng trừ đi Z trên AC nhân với lại Q. Đó. Thì ông cần thay ngược lại cái QZ đấy vào đây. Đấy, tương tự với bài toán tam giác cũng thế, là ông phải có một cái Q tam giác ở đây. Đó. Đúng chưa? Thì tam giác của ông là đoạn này đúng không? Đây là đoạn này. Đó. Thế thì cái Q lớn nhất của nó là đoạn này. Đấy, cái đoạn này là bao nhiêu? Đoạn này thì có phải bằng quy trừ đi quy z đúng nhỉ? Thế thì cái quy của hình tam giác đấy là thì có phải là bằng 1/2 nhân với lại cái đoạn quy mà trừ đi quy z nhân quy trừ đi quy z nhân với lại chiều dài của nó là z. Đấy, thế là bây giờ ông có quy chữ nhật rồi, quy tam giác cũng có rồi, thế thì ông hoàn toàn tính được mà x cũng như là quy đúng không? Thì cái việc biết phương trình sau nó đơn giản. Thế thì còn bây giờ quan trọng nhất là mình nhớ là trên cái tải của hình tam giác này thì cái biểu đồ moment của ông nó là cái đường bậc 3, đấy là nó là đường cong bậc 3, thấy không?